Hải Phòng, bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi ở khe cột điện viễn thông. Chính quyền xã Tiên Minh, Hải Phòng thông báo tìm cha, mẹ, người thân trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại khe cột điện viễn thông trước cửa nhà dân. Tối ngày 16 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết, chính quyền địa phương giao bà Nguyễn Thị Vân, trạm trưởng trạm y tế xã, tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khe cột điện viễn thông. Người dân phát hiện bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà ông CVS lúc 5 giờ 10 phút cùng ngày. Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo địa phương cùng các đoàn thể liên quan đã đến hiện trường, lập biên bản vụ việc. Cháu bé khoảng 2 ngày tuổi, nặng 3,5 kg, sức khỏe bình thường, không có dị tật. Thời điểm người dân phát hiện, bên cạnh cháu bé không kèm giấy tờ, tài sản hay đồ vật nào, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh thông tin. Trong thông báo tìm cha, mẹ, người thân của trẻ, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Minh nhấn mạnh, trong 7 ngày liên tục nếu không có thông tin gì, địa phương sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh, cho nhận con theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.